Vâng, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh. Trong cái clip này mình sẽ chia sẻ một cái mẹo dành cho những anh chị nào là fan đang theo cây cà phê. Và anh chị lưu ý, đối với cách làm này chúng ta cần phải có 3 cái điều kiện anh chị nhé. Điều kiện thứ nhất là chỉ dành cho những anh chị nào chúng ta làm cà phê mà chúng ta tập trung vào chất lượng. Điều kiện thứ hai là chúng ta sẽ phải đầu tư phân và thuốc, nó sẽ kỹ càng và nhiều hơn. Điều kiện thứ ba là chúng ta sẽ dành thời gian nhiều hơn. Điều kiện thứ tư là điều kiện then chốt nhất, đó là nước tưới. Chúng ta sẽ, cái vườn của chúng ta không được thiếu nước quanh năm. Thì trong đó là cái điều kiện nó liên quan rất chặt chẽ với chúng ta, đó là điều kiện về quỹ thời gian, điều kiện về diện tích và điều kiện về đầu tư phân thuốc. Thì đó là những cái điều kiện mà chúng ta cần. Ngoài điều kiện nước thì bất di bất dịch rồi. Thì chúng ta sẽ lưu ý những điều kiện đó. Và chúng ta hãy chắc chắn chúng ta làm được những điều kiện đó, đáp ứng được những điều kiện đó thì chúng ta mới nên làm theo. Còn khi chúng ta không đáp ứng được những cái điều kiện đó mà chúng ta làm theo thì nó sẽ không có đạt được những cái mong muốn mà chúng ta đặt ra. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung chính. Thường thì đối với cây cà phê mà anh chị trồng trong năm đầu tiên á, đại đa số 100% là nó sẽ ra những cái cành gọi là cành chính thôi, những cành tược chính đây, từ thân đi ra, gọi là cành cấp 1. Do đó là khi mà chúng ta tưới nước cũng làm bông á, cho dù nó như thế nào đi chăng nữa thì cái giới hạn mà chúng ta thu được nó cũng rất là ít. Do vậy mà chúng ta sẽ có những cái mẹo để chúng ta khắc phục đó, tình trạng đó. Thì cái mẹo thì nó đơn giản thôi anh chị. Đầu tiên, chúng ta trồng cây cà phê, nó khi nó lên được ở một cái mức độ nó cao, chẳng hạn ví dụ như 50 rồi, 5-60 gì đó rồi, thì chúng ta coi những cái cành ở dưới gốc thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta cắt dọn ngay. Đây, ví dụ như cây này của mình này, mình sẽ để này 20 anh chị ha, và nó rơi vào tầm cái cây này, rơi vào tầm khoảng cỡ 30 tính từ mặt đất lên, thì mình sẽ tiến hành mình bấm những cái cành đó đi. Mình sẽ không để những cành sát đất. Thứ nhất là chúng ta tạo cái độ thông thoáng. Thứ hai là khi mà chúng ta làm cỏ hay là chúng ta sau này chúng ta tưới tiêu này kia thì nó cũng sẽ khỏe hơn, làm cỏ thì nó cũng dễ dàng hơn, rồi trong quá trình chúng ta thu hái sau này á, nó cũng sẽ chúng ta lót bạt này kia nó cũng sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Và cái việc mà nấm bệnh nó lây qua cái cành cây lá mà từ dưới mặt đất lên thì nó hạn chế đi rất là nhiều. Do đó mình sẽ tiến hành mình cắt cho nó gọn gàng đi. Rồi cái bước thứ hai chúng ta cần làm, đó là khi cái cây cà phê của chúng ta mà nó được cái dàn cành của nó đã được khoảng cỡ 20 cho tới 40 cm thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta sẽ cắt cái phần ngọn đi. Chúng ta sẽ để lại những cái cành nào mà nó dài khoảng cỡ 20 cho tới 40 cm thì anh chị để lại khoảng cỡ 20 tới 25 cm, anh chị cắt ngọn đi. Đây, như cây này mình đã tiến hành mình cắt ngọn. Đó ha. Mình đã tiến hành cắt ngọn. Thì cái cây này của mình mình đã tiến hành cắt ngọn gần được một tuần. Và nó đã có dấu hiệu nó lú. Đó. Thì khi chúng ta cắt ngọn như thế này xong, anh chị lưu ý là khi chúng ta cắt ngọn là những cái cành nào mà nó đạt khoảng cỡ 20 tới 40 thì chúng ta mới tiến hành chúng ta cắt anh chị nhé. Và chúng ta để lại tối thiểu là 20 cm. Đó. Và trong phạm vi là 20 tới 25 cm. Và bước tiếp theo chúng ta cần làm đó là khi chúng ta tiến hành cắt như vậy xong rồi thì chúng ta cố gắng, chúng ta chịu khó chúng ta xịt những cái dòng thuốc sâu hoặc là thuốc nấm.
để giảm bớt cái tình trạng nấm bệnh nó lây lan hoặc là nó thâm nhập vào trong cái cây trồng của chúng ta. Bước tiếp theo chúng ta cần làm đó là trong nếu chúng ta tiến hành bước này vào mùa khô thì anh chị sẽ tưới cái cây của cà phê của chúng ta liên tục. Trong 4 đợt đầu thì chúng ta tưới một tuần một lần, một tuần một lần. Và trong ngay cái đợt tưới đầu tiên á, anh chị có thể bỏ luôn bỏ phân. Thì anh chị có thể bỏ phân ngay trong cái đợt chúng ta tưới tưới đợt 1, tưới lần đầu tiên luôn. Và chúng ta sẽ tiến hành tưới là một tuần một lần trong trong vòng một tháng. Thứ nhất là khi chúng ta tưới như vậy á, thì cái cây của chúng ta nó sẽ không có đủ sức để nó làm bông, là thứ nhất. Thứ hai nữa, chúng ta khi mà chúng ta bỏ phân mà nó chứa hàm lượng đạm cao thì nó sẽ thôi thúc cái quá trình ra đọt của cái cây, nó sẽ mạnh hơn thay vì nó phân hóa mầm hoa. Đó. Và cái quá trình này chúng ta bỏ phân xong thì chúng ta sẽ tiến hành tưới một tuần một lần và lặp lại cái quá trình đó 4 lần, nghĩa là 4 tuần liên tục trong một tháng đó. Chúng ta sẽ phải tưới liên tục cho tới khi mà chúng ta thấy dấu hiệu của cái cây của chúng ta nó đã ra, thay vì là ra bông như thế này anh chị này, thì nó sẽ ra ra cành như thế này đấy. Thì như vậy thì chúng ta có thể tưới dời lại là khoảng cỡ 15 ngày chúng ta sẽ tưới một lần. Còn nếu mà chúng ta làm cái quá trình này vào mùa mưa thì anh chị lưu ý là chúng ta sẽ bỏ phân chia làm hai lần, nghĩa là lần đầu tiên chúng ta bỏ sau khoảng cái chừng 10 ngày sau chúng ta tiếp tục bỏ tiếp một lần nữa. Và cái việc chúng ta bỏ này thì do vì mùa mưa thì chúng ta có thể bỏ là chẳng hạn như mấy cái dòng mà DAP cũng được, hoặc là chúng ta có thể bỏ luôn phân đơn là ure cũng được, hoặc là NPK mà nó chứa hàm lượng đạm cao để ok hết, rất là dễ. Đó là cái quá trình mà chúng ta làm bỏ phân và chúng ta tưới nước nếu mà mùa khô, còn trong mùa mưa thì chúng ta sẽ có cách làm khác. Thì khi anh chị đã làm được như vậy rồi, nó thay vì nó đi tiếp một cái nối tiếp một cái cành như thế này thì nó sẽ mọc ra cho chúng ta rất là nhiều cành. Rất là nhiều cành luôn. Chẳng hạn như mỗi cái mắt như thế này nó sẽ có thể ra từ 1 cho tới 2 cành. Đây, đây. Thì một cành chính như thế này nó sẽ cho chúng ta từ 3 cho tới 6 cành. Có thể hơn. Thì do đó là chúng ta nếu như mà cái cây của chúng ta đã ra như vậy rồi thì nếu anh chị làm quá trình này là mùa khô thì hoặc mùa mưa thì anh chị cũng phải bắt buộc không thể bỏ qua cái quá trình này, dù là cây đó là cà phê ghép hay là cà phê thực sinh. Đó là vào đầu mùa mưa anh chị phải tiến hành kích rễ bằng những cái loại thuốc chuyên dùng để kích rễ đó. Thì anh chị phải kích tối thiểu là một lần. Để làm sao? Mục đích chúng ta kích rễ như vậy á, thì để chúng ta tạo ra cái bộ rễ của cái cây của chúng ta nó nhiều hơn, nó đủ sức để nó nuôi nuôi cái dàn cành nó khỏe hơn. Do đó là nó sẽ không gây cái tình trạng gọi là chết cây. Nó sẽ không có tình trạng chết cây đối với cây cà phê của chúng ta. Chúng ta sẽ đạt được cái điều mà chúng ta mong muốn. Và khi mà nó đã ra những cái cành như vậy rồi, nó sẽ cho chúng ta mỗi cái cành chính như vậy, nó sẽ cho chúng ta từ 3 cho tới 6 cái cành tiếp theo như vậy. Thì anh chị sẽ phải sàng lọc ra, có thể chúng ta sẽ tỉa bớt. Đó là tùy vào cái điều kiện và cái mong muốn của chúng ta. Đồng thời xuyên suốt cái quá trình mùa mưa như vậy thì anh chị sẽ phải bón phân một tháng một lần. Một tháng một lần, không nhất thiết là anh chị phải bỏ quá nhiều đâu. Chẳng hạn như chúng ta có thể bỏ NPK. Thay vì bây giờ chúng ta bỏ 100 cây như vậy là chúng ta bỏ khoảng cỡ một bao. Thì chúng ta, đối với cây cà phê cỡ này, cà phê mới trồng 3 tháng,
Thường thường thì một lần chúng ta bỏ như vậy sẽ rơi vào tầm khoảng nửa bao tới một bao. Thì chúng ta có thể bỏ một phần, chúng ta sẽ giảm lại, chúng ta có thể bỏ khoảng cỡ 2 phần 3 cái số lượng đó thôi. Thay vì chúng ta bỏ một bao chẳng hạn thì chúng ta bỏ nửa bao thôi. Nhưng mà một tháng chúng ta sẽ bỏ một lần, có nghĩa là chúng ta sẽ để cho nó ăn giảm liên tục như vậy và không để cái tình trạng cây bị đói. Thì xuyên suốt quá trình như vậy thì cái cây của chúng ta nó sẽ phát triển, nó sẽ đủ sức, đồng thời là cái nhịp phát triển của cái cành cành mới chúng ta tạo ra nó sẽ rất là đồng đều. Và xuyên suốt quá trình mùa mưa như vậy, nếu mà anh chị bỏ được tối thiểu là 4 lần thì cái cành dàn cành đó của chúng ta nó sẽ dài dài khoảng tầm 60 cho tới 1 mét ha. Như vậy thì cho tới mùa khô của cái năm đó đó thì anh chị sẽ có được một cây cà phê nó tương đương với cây cà phê năm ba về đối với dàn cành đó. Đối với dàn cành thì như vậy thì khi mà chúng ta đã làm tốt cái công tác tạo cành cho nó rồi thì chúng ta liên tục chúng ta sẽ phải nuôi nó bằng phân, rồi lâu lâu thì chúng ta sẽ phải xịt những cái dòng thuốc để cho cái cây của chúng ta nó kháng bệnh, rồi loại bỏ những cái nấm bệnh nó có thể gây hại cho cây trồng của chúng ta, để giữ cái trạng thái của cái cây lúc nào nó cũng khỏe mạnh đó. Thì cái quá trình đó nó sẽ diễn ra từ, nếu mà anh chị làm tốt ở ở trong mùa mưa thì cái cây của anh chị có thể thu, so với những cái cây mà thu bói của họ thì nó sẽ có thể là gấp đôi gấp ba là chuyện bình thường. Nhưng anh chị lưu ý là lúc đầu mình đã có nói là cái cách làm này nó sẽ chỉ phù hợp đối với những người mà thứ nhất là chị mong muốn làm về số lượng và làm về chất lượng chứ không phải là chạy theo về số lượng, thứ hai là có thời gian, thứ ba là chịu đầu tư. Thì đấy là những cái vấn đề, và cái cách làm này mình đã thử nghiệm thì nó mang lại một cái kết quả rất là khả quan và mỹ mãn đó. Nhưng mà một cái vấn đề mà mình muốn lưu ý anh chị đó là chúng ta phải đầu tư nó sẽ nhiều hơn anh chị nhé. Và cái quá trình chúng ta dành cái thời gian cho nó sẽ nhiều hơn, và cái đợt mà anh chị thu bói trong năm đầu tiên chắc chắn là sẽ thu gấp đôi thậm chí là gấp ba những cái vườn của anh chị của chú khác đó. Còn về cái quy trình chăm sóc sau này thì nó cũng giống như những cái cách làm bình thường kia thôi, nhưng mà thay vì chúng ta tập trung làm dồn dập một thời gian rồi chúng ta sẽ bẵng quẩn đi một thời gian chúng ta lại bỏ, thì chúng ta phải tập trung làm liên tục. Nghĩa là ví dụ như cơ chế phân thì chúng ta có thể chia làm mùa khô chúng ta sẽ tiến hành bỏ khoảng 3 đợt, 2 tới 3 đợt. Mùa mưa chúng ta sẽ bỏ khoảng từ 3 cho tới 5 đợt. Nhưng mà cái số lượng phân chúng ta bỏ nó cũng bằng cái cách mà chúng ta bỏ truyền thống. Ví dụ như truyền thống thì mình thấy rất là nhiều vườn hàng xóm của mình họ làm là một lần họ ấy bỏ một sào như vậy, từ một bao, một sào 100 cây đó anh chị, từ một bao cho tới hai bao tùy vào cái cây, nghĩa là cây lâu năm hay là cây mới, cây nhỏ. Thì mình sẽ tiến hành, mình khi mà mình bỏ như vậy thì mình chỉ cần bỏ một nửa thôi. Ví dụ như là một một sào 100 cây thì mình chỉ cần bỏ một bao chừng khoảng cỡ 25 kg cũng được. Nhưng mà chúng ta phải sử dụng phân nó chất lượng, phân chất lượng thì chúng ta sẽ có được cái cây của chúng ta chất lượng, và cái sản lượng chúng ta đạt được chắc chắn là sẽ mỹ mãn với cái cách làm của chúng ta. Chứ không không có cái chuyện mà gọi là chúng ta đầu tư nó kỹ càng, đợi đầy đủ phân thuốc rồi chúng ta dành thời gian cho nó mà một cây mà chúng ta không thể thu được 3 tới 7 kg nhân anh chị ha. Và nếu như anh chị có thể thu được từ 3 tới 7 kg nhân một bình quân một cây thì chắc chắn là với cái giá khoảng cỡ 30 thì chúng ta vẫn có thể sống được qua ngày. Và dĩ nhiên thì chúng ta sẽ phải trồng xen canh những cái thứ cây trồng khác. Đó. Còn nếu mà anh chị trồng chuyên cây cà phê luôn thì
Cái đó thì chúng ta phần đó thì chúng ta có thể nói sau. Nó cũng sẽ có những cái rủi ro, nhưng nó cũng sẽ có những cái ổn định. Thì vừa rồi là cái cách chia sẻ và cái chia sẻ và cái cách làm của mình. Mình muốn chia sẻ lại tới mọi người về cây cà phê, làm sao mà khi mà chúng ta thu bói á, là nó sẽ đạt cái năng suất gấp đôi và gấp ba luôn những cái vườn làm truyền thống đó. Thì anh chị cô chú nào chúng ta có những cách làm hay, chúng ta có thể chia sẻ lại cho mọi người bằng cách là chúng ta để lại ở cái phần bình luận trong cái clip này. Ok, bây giờ mình xin phép tạm dừng cái clip tại đây. Rất là cảm ơn quý anh chị cô chú đã ủng hộ trong thời gian vừa rồi. Và rất là mong trong thời gian tới anh chị cô chú tiếp tục ủng hộ bằng cách là chúng ta đăng ký, chúng ta like và chúng ta chia sẻ tới mọi người. Vâng, xin cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại.